Hello, xin chào các bạn. Mấy cặp bồ câu á, mình bắt nhốt vô đây hết nè. Lấy cái lồng để mình nuôi trích á. Mình bắt vô từ cặp ráo. Này là cặp Pháp. Pháp đẻ được 3 lứa. Con này là cặp chống banh mái gà đang nuôi con. Đây là cặp kinh Trung Quốc. Mấy bữa trước mình có đăng một clip bán cặp này các bạn. Đăng lên là chiều có cái anh kia ảnh dặn thì ảnh cọc cho mình rồi. Cọc cho mình cái cạc rồi. Sáng nay mình sẽ gửi xe lên cho ảnh ở Sài Gòn. Trống bự ghê các bạn. Cặp này lúc trước mình mua của bạn kia mình có làm clip rồi đó. Con trống 8 lạng, con máy 7 lạng máy. Sinh sản 5-6 lứa rồi. Rồi hẳn bạn đó có đem xuống cho mình cặp trứng đó. Mà đi đường vòng nó bị lắc, nó bị hư đó, mình bỏ rồi. Thì giờ mình bán, mình dẹp hết, đừng mình nuôi rít xích cò các bạn. Đó, nên mình bán cặp này luôn, lấy tiền mua chích cầu. Còn để lại mấy cặp này nuôi đẻ ăn thịt chơi thôi. Để lại cặp trống banh mái gà nè, đẻ ra nếu con đẹp thì nuôi kiển. Còn xấu ăn thịt. Cặp Pháp này đẻ ra đẻ ăn thịt luôn. Đó, còn bên đây hai ô nữa nè. Đó. Bên đây là 4 con 1 con. Cặp này vừa hổm mình quay cho các bạn coi là màu đẹp nè. Để quay sát cho bạn coi cho kỹ. Đây nè. Ăn rồi mà đòi ăn nữa. Con này nuôi làm như mà thú cưng các bạn. Thấy mình là vậy đó. Mấy con kia mình cũng đút từ nhỏ lớn mà sao nó thả ra cái nó hết đòi ăn à. Có con này nè, thả ra giờ nó vẫn đòi ăn. Với bên đây không có lòng mình nhốt, bỏ chung 3 con luôn. Này con mái gà, này con trống. Cặp này mình cũng để nuôi đẻ ăn thịt luôn. Còn con cái con gà này không biết trống hay mái mà đợi nó mập mập một thịt nữa các bạn. Đó, một thịt nó ăn. Nó lẻ. Rồi còn mai mình bán cặp kinh đó là mình còn lại 3 cặp đẻ với 4 con bồ câu từ này biết ăn này. Đó. Đây mấy chích cầu của mình là rầm tràm đất nè. Nó tối mà nó nhảy vô thành thao nước nó tắm và ướt nhem ướt nhẹp. Bên đây nữa nè. Rồi, ngày mai mình giao, mình sẽ đóng thùng giao xe, mình sẽ quay cho các bạn coi. Bây giờ sáng là mình bắt mình gửi đi lên xe nè các bạn. Cặp kinh Trung Quốc nè. Còn trống nữa. Trống thấy mọc lúc bự tổ luôn. 8 lạng.
con này mòn nhậu là thầy luôn á, một lúc mình vô à. Trước khi gửi mình cho nó ăn rồi nha các bạn. Đó. Như là từ đây chạy lên Sài Gòn cũng xe đò nó chạy cũng mấy tiếng, đói tội nghiệp nữa. Đó, này con mái nè. Một lúc. Cặp này ký rưỡi, hơn ký rưỡi này, mấy người nhậu thầy luôn các bạn, chắc 6-7 người nhậu. Giờ mình dán đóng thùng lại gửi cho người ta. À, mình đóng thùng dán xong xuôi rồi các bạn, giờ bắt đầu mình đem lên bến xe mình giao à, gửi lên Sài Gòn. Cái cặp này là mình hổm mình đang bán 1 triệu á, thì mình bán cho anh trên Sài Gòn bao ship cặp chim này. Dạ. Rồi mình gửi xe chim đi nha các bạn. Rồi bà cô quen thuộc lúc nào cũng gửi bà đây. Có bữa cô chạy trước nữa, có bữa chạy sớm rồi, có bữa giờ hôm qua cô chạy là nhất đó. Dạ. Là bữa sáu mấy cô chạy à. Dạ. Là cô có đưa về nhà cô chạy. Dạ. Vậy là 10 rưỡi tới không cô? Dạ dạ. Mình chuyên gửi cho bà cô nè các bạn. Gửi chiếc quen mối rồi. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha các bạn, xem thấy thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt các bạn. Để bánh xe còn đây.